mình chỉ đi thôi, còn ai nào quay qua cái mẹ nó mình chỉ đi chính thôi. nó mơ trên trời xanh mây bạc quả đái lẽ không được sao, phải có ngày á để mình quay hoài sao, phải có người quay cho mình chứ. Khi nào như Pháp TV hay gì đấy, phải luôn lần. Bây giờ mình cũng bằng cái móng móng chứ. Chờ vậy đi. Quên nữa. Cái gieo ăn rồi quên vô coi thử. Nó đỡ cái đầu cao quá cao, nó ngáo gì đâu. Này, đỡ cái đầu cao quá. Sẽ làm ở chỗ cái đầm dòng nó búng thứ nhất, thứ hai là gặp cái chỗ cái cây nào này. Đi qua đó giờ bộ tao mày đi đó coi tôi có thấy gì không, đúng không? Cái hết hồn chạy ngược lên này, cái vườn này lửa cái nốt nào đó đó tạm. Đang đi vũ lưa vừa đi nữa chị. Bộ gì chuyện vừa tôi giữ bộ quơ camera dưới vậy nè, nghe tao bấm dừng rồi nhớ đâu á. Tới gì ngoài nó rồi. Không phải thấy mọi là cản được. Già sức bệnh qua rừng về quân xâm lăng, cái vua già kéo quân về tình cờ gặp một bà già ăn xin. Đơn thang này ngồi dễ lấy. Lóc xíu rồi lấy mặt còn luôn vậy. Dạ, tay vậy. Đó là cái mắt cái được, cái mắt có thui đi. Muốn điện cái đi. Nướng cái điện thoại nha. Đây là cách mà nướng điện thoại nhanh nhất. Luộc điện thoại. Đây là cách luộc hả? Người ta luộc bằng cách là người ta gỡ đầu món, là tôi luộc cách nhanh nhất. Chín luôn. Khét luôn. Phải, họ mới đem chả búa người ta nữa kìa. Ngồi cho tao đi sao tao xách búa theo.
đi giống nhau để cái búa luôn. Mà đợt này vô là không nghe tiếng động thì đi ra thôi nha, thấy bình thường, có nó không nói bình thường nhưng mà đi ra lại gặp ngoài này, hiểu không? Bình thường nhưng mà không bình thường chút nào. Đây là cảnh mà hậu trường gió đồng, hậu trường quá trời, cá đơ quá trời, cá đơ quá trời đông, đúng bốn ngàn rồi, bốn ngàn gì rồi, bốn ngàn đang quay hai diễn viên luôn. Đấy. Nó sát cái mặt đang lùi đưa mặt ra đứng như này chơi em cổ luôn nha, chỉ có chơi cho nó lòn áo, hồi mà cởi áo nó ra nè, từ hồi lấy cái chai nước rửa, cái chai nước rửa không hết quá, cái áo kia mất tiêu ta, cái ngại con thao nước kìa, tùng nước cái lu nước. Khi cua kéo là lúc chạy là tao chạy trước. Nhưng mày sau lưng. Nhưng mà đi trước mà sao tao đi chạy trước được. Thì tao sau lưng đi trước chạy trước, mày chạy sau lưng. Nó mới có cái cớ là trước nó mới không thấy gì sao được. Chứ mày chạy trước tự nhiên cái quay ngang kia thấy nó. Nhậu đi trước. Cũng được, mày chạy trước cũng được. Nhưng mà khi mày á, nhưng mà tao vừa đi qua đây nghe tao cầm ra tao quay vậy á, thì qua đây thấy bên đây là có thể là cũng có thể là ghép như vậy. Như khi lia như vậy thì nghĩa là vừa lia lấy cái khúc lia thôi. Hiểu không? Là lúc này đâu mà đi thay đồ, mày đứng ở đây bắt đầu tao cầm này một hai ba lia cái hết hụm tao quay ra rồi chạy nè. Thấy mày thôi là chạy phải không? Bắt đầu xong rồi bắt đầu hồi mới đầu mày mới đứng sau lưng tao sợ. Ế mày mới đứng đây sẵn. Nghĩa là quay lại là chạy, chạy xí xí quay lại thấy mày rồi, mày sau lưng rồi. Hiểu không? Bây giờ vậy nè. Mày có thấy mày chạy trước tao không? Lúc mà tôi đứng mà ở trong cái cây cái nốt á, ông chịu khó đúng không? Ông quay vòng vài giây thôi, biết chi không? Là tôi thụt vô luôn, ông quay cảnh thụt vô luôn nha. Là tôi thấy cắt từ ông tôi biến mất. Thấy thấy chứng mặt luôn mà biến mất luôn. Mà ông chịu khó là dính cái camera sao tôi đúng một khung trực khung ảnh thôi. Hiểu không? Không có chết được. Nó nhảy chứ, không có chết nổi được 100% đâu. Nó nhảy cũng ảnh chứ. Không cần mày quay đâu. Không nghe nè, không nói nghe giống như vậy. Cứ gặp đi, nghĩa là gặp rồi quay chạy. Hiểu không? Tao quay camera lại tao gọi cái nữa. Thì lúc đó tao mày chạy quay lại thì mất tiêu rồi sắt rồi. Hiểu không? Rất là dễ thôi. Nghĩa là mày đi trước tao luôn cũng được. Mày đi trước thì mày đi trước. Nghĩa mày đi trước vậy đi. Nghe tao nghe nghe tiếng động, cái bộ tao tự nhiên cái bộ có động tao quay cái camera nè, lúc này tao bơ như vậy thì cái khung cảnh nó bị nhà rồi. Tao thấy được. Nó đêm mà. Thì lúc mà quay như vậy thì mày cắt ngay khúc mà đang quay qua đó. Chỗ đầu lúc mà mày đắng mày giả mày đứng được phải không? Tao cầm cái này tao quay qua lại. Hiểu không? Được rồi, là khúc này, lấy trên giữa đây thôi. Ừ, lúc giữa mà lúc bị nhà nó nhau đó là không ai nhìn ra được. Nhẹ nhẹ không mà đâu thấy được đâu. Như đầu lúc quay lại thấy là nè. Bắt đầu là lúc này bắt đầu quay lại cái nữa. Là lúc đó là mày thay cái áo rồi. Rồi lúc này tao cầm lại chúng cầm vậy. 1 2 1 3 nghe tao quay gan vậy mà cắt tôi nghe cái khúc nhà này nữa. Đưa vô là lúc này tao mày chạy rồi bắt đầu quay lại đây thì mất tiêu rồi. Hiểu không? Nó dễ cắt đó. Còn cái khúc mày nếu mà muốn thối gì mà vậy nè, đi lướt trong đây nè. Nghe lá nó che cũng được. Thà ông quơ đi. Thà quơ vậy nó dễ hơn. Quơ, ông quơ vậy mà tay không có nghi ngờ. Cái đơn không lúc trước thì làm ra quay đâu đụng nó cá cây thôi thôi. Thì khi té rồi. Té rồi không có nói. Có thể té úp xuống đèn lùi nè, đâu là mình cắt khúc luôn được. Đưa lại khúc bụng lùi chậm mái dở lên thôi. Hiểu không? Quơ cho tiện. Quơ vậy nghe quơ là nghe cầm kè đèn luôn. Mình kê cái đèn dưới cái quơ cùng một lúc vậy nè. Thì nó nhà mà nghiêm mà. Quơ nhanh á, không thấy đâu. Có nghĩa là lúc mà tao mày ấy là lúc mà hôm mà tao nói cái gì trời là bắt đầu là vơ qua đó là thấy rồi đó, là thấy rồi đó, là lúc đó là quay bắt đầu là thấy mày đó, bắt đầu tao ở đây bắt đầu thấy mày đầu tao vơ lại chạy thì đầu thế, mày nghĩa là hai cảnh được gặp sau lưng chân phải không? Gì hai cảnh được gặp sau lưng hết không hết rồi. Tôi nghĩ tôi trước ông, mình thường tôi đi trước ông nào là ông sẽ quay lại là tôi đi sau lưng không? Không có, cái cảnh đầu tiên là cảnh cái tre là mày đi sau tao đi, hiểu không? Hai cảnh nên nó nghĩ nó khác nhau một chút đi, mình đi sau thằng đi trước đi, mình cũng có thể mình cũng lấy luôn, tôi dẫn đi trước hai cảnh được,
được, nhưng mà mình lấy cái trước với sau nó nói nghĩa nó khác nhau, người ta không thấy nói tại sao mà thằng này đi trước không, hoặc là này này đi sau không, mình thay đổi có thể lúc là chạy, lúc là bắt đầu là khi mà gặp rồi á, nghĩa là cái tre trước tiên, cái tre nghĩa mày đi sau tao đây, gặp rồi thì tao quay lại thì mày chạy trước này nè, camera luôn, hiểu không? Cứ camera luôn, bắt đầu mấy là quay ngang tao gặp vô cái cây cái nữa, hiểu không? Là tôi đứng trước không mày? Từ lúc trước rồi lúc này giờ chạy chạy trước luôn, nhưng nó nghe lúc đầu cứ đi sau, hiểu không? Có nghĩa là về